kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi tạp chí thể thao và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tạp chí tuần này với chủ đề về môn bóng bàn sẽ đề cập đến 7 bí quyết giúp chơi bóng bàn giỏi. Mục chỉ dẫn, huấn luyện viên Ngô Trường Giang, câu lạc bộ bóng bàn Trường Giang, thành phố Hưng Yên sẽ hướng dẫn kỹ thuật ra bóng xoay ngang và ra bóng xoay xuống. Kỹ thuật ra bóng xoay tấn công được sử dụng phổ biến trong các trận thi đấu bóng bàn. Cuối chương trình, một câu chuyện thể thao có phóng sự về câu lạc bộ bóng bàn Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ, sân chơi thể thao bổ ích sau giờ làm việc của nhiều công chức viên chức. Bóng bàn đang là bộ môn thể thao được rất nhiều người yêu thích hiện nay, không chỉ mang ý nghĩa giải trí, bộ môn còn mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe. Muốn trở thành một người chơi giỏi môn bóng bàn, người tập cần có thời gian rèn luyện và phải có những bí quyết. Sau đây là 7 bí quyết giúp bạn chơi bóng bàn giỏi. 1. Chọn một cây vợt tốt. Đây là bí quyết chơi bóng bàn đầu tiên và quan trọng nhất mà các huấn luyện viên thường khuyên những người mới bắt đầu tập bóng bàn. Hãy chọn vợt có trọng lượng và độ dày phù hợp với tay của mình nhất. Mặt khác, chọn một cây vợt có độ nảy, độ xoáy phù hợp với lối chơi của mình. 2. Hiểu những điều cơ bản nhất. Người tập bóng bàn cần tìm hiểu những kỹ thuật và luật bóng bàn cơ bản trước, sau đó tìm hiểu cách cầm vợt, tư thế đứng, cách di chuyển, cũng như kỹ thuật giao bóng, đỡ bóng và các kỹ thuật nâng cao. 3. Xác định lối chơi phù hợp. Sau khi nắm vững kiến thức cơ bản và tìm được cây vợt phù hợp, bí quyết chơi bóng bàn tiếp theo là xác định lối chơi phù hợp, cụ thể là chơi tấn công hay phòng thủ. Sau đó cần luyện tập nâng cao các kỹ thuật liên quan nhằm nâng cao trình độ cho bản thân và để đáp ứng cho lối chơi mà mình lựa chọn. 4. Kết hợp giữa suy nghĩ và chuyển động. Bí quyết chơi bóng bàn giỏi là sự kết hợp hài hòa giữa suy nghĩ và cách cơ thể di chuyển. Đây là một trong những yếu tố quan trọng của môn bóng bàn. Người chơi cần luyện tập thường xuyên và tham gia nhiều trận đấu bóng bàn để luyện tập tốt điều này. 5. Nâng cao kỹ thuật giao bóng. Giao bóng là một trong những kỹ thuật quan trọng nhất trong trận đấu. Bạn có toàn quyền kiểm soát khi thực hiện cú giao bóng. Vì vậy, hãy tận dụng cơ hội của mình. Hãy luyện tập để nâng cao kỹ thuật giao bóng, cải thiện và điều chỉnh các cú giao bóng để luôn khiến đối thủ không đoán trước được. 6. Đỡ bóng thông minh. Cố gắng tìm cách đỡ bóng khó nhất cho đối thủ của mình. Bạn có thể thực hiện một cú chạm qua lưới mà đối thủ không thể tấn công. Kỹ thuật đỡ bóng tốt là tiền đề để tạo nên một tình huống ghi điểm. 7. Tập trung cao độ vào trận đấu. Khả năng tập trung cũng là một bí quyết chơi bóng bàn, vì vậy cần tập luyện để nâng cao sự tập trung. Trong trận đấu, đừng để đầu óc mình bị phân tâm bởi những gì diễn ra bên ngoài bàn bóng. Chỉ có sự tập trung cao độ mới có thể giúp bạn giành chiến thắng. Giao bóng là một trong những yếu tố then chốt giúp người chơi bóng bàn ghi điểm trong trận đấu. Vì vậy, người tập bóng bàn cần có những kỹ thuật giao bóng khó, giao bóng tấn công xoáy làm cho đối phương bên kia lưới gặp khó trong cú trả giao bóng. Ngay sau đây, huấn luyện viên Ngô Trường Giang, câu lạc bộ bóng bàn Trường Giang, thành phố Hưng Yên sẽ hướng dẫn kỹ thuật giao bóng xoáy ngang và giao bóng xoay xuống. Kỹ thuật giao bóng tấn công được sử dụng phổ biến trong các trận thi đấu bóng bàn chuyên nghiệp và nghiệp dư. Đây là bóng này. Mình lấy cái chữ bên trên này cho dễ nhìn, là trên này, dưới này, ngang này. Mình tiếp xúc bên dưới 2/3 bên dưới, tiếp xúc vợt với bóng 2/3 bên dưới thì nó sẽ thành bóng xoay xuống, và 2/3 bên trên là ngang này, ra bóng ngang này thì bóng sẽ thành cái ngang. Mà để giao bóng an toàn và hiệu quả nhất để mà khi mà từ quả bóng bàn mình sang bàn đối phương ấy, thì trong cái khoảng người ta ước chừng khoảng tầm 40 phân ở bàn này này, từ vợt và tiếp xúc với bóng rơi xuống trong khoảng bàn là khoảng 40 phân này này, thì là cái điểm an toàn nhất, bóng sẽ không bị chui vào lưới và không bị ra ngoài. Tư thế chuẩn bị này, mình bước chân trái vào này, cách cầm vợt thì cầm như này, hai ngón này vào đây và bập cái này vào đây. Tư thế chuẩn bị này, cúi xuống này. Theo luật thì mình nhận tung đúng 15 phân trở lên, ngang với tầm lưới, tầm là lưới là 15,5, ngang, tung cơm là chúng ta. Đó, ra bóng tung này. Lưu ý trong giao bóng, mình không nhất thiết phải giao bóng quá cao để mình thực hiện cái động tác nó quá khó. Mình đánh đúng theo luật là 15 phân trở lên từ mặt bàn, tính từ mặt bàn 15 phân trở lên mình chỉ giao đến 15 đến 20 phân thôi. Mình không cần tung bóng quá cao này đến khi mình thực hiện cái động tác trên bàn trên không nó rất là khó. Mình chỉ tung đúng luật thôi. Tầm như này thôi, 2 30 phân là được. Mình giao lên tầm đấy được. Thì nó bóng nó rất là chuẩn. Đây này, tôi đang giao bóng xuống này, chém xuống này, bạn sẽ phán đoán được và đây là bóng tôi xuống, bạn đỡ sẽ không bị hỏng.
thấp xuống, đúng rồi. Rồi, tốt. Rồi. Bạn Thiện là đang thực hiện ra bóng xoay ngang nhá. Rồi, bạn Thiện thực hiện ra bóng xoay xuống đi. Rồi. Rồi, đấy, tốt. Tốt. Đức là đang ra bóng xoay xuống. Lưu ý Đức nhá. Đức đi với giao bóng này, mình đứng phải đúng động tác này, không được co dài này. Mình động tác mình chuẩn bị này. Chuẩn bị này. Nè. Trong cái thời gian mình tung bóng lên thì mình co cái tay này ra chứ không phải đứng này. Không để đây. Này, co này, tung lên này. Cái cổ tay mình phải giữ cứng, không lắc lư cổ tay, giữ cứng cổ tay, đưa thẳng lên phía trước này. Khi trong cái thời gian mình đưa lên thì cái tay mình co ra ngoài nhá. Co ra ngoài này. Đấy, mình vào này. Cổ tay cứng này, nhún chân xuống đi cùng cổ tay lên này, đưa thẳng lên này, đưa thẳng này. Trong cái thời gian mình tung lên mình sẽ co cái tay ra ngoài. Co lên này. Vào. Đấy. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật tiếp theo là kỹ thuật là giao bóng tấn công. Sau khi mình giao bóng xong thì mình phải có mục đích, có nghĩa là mình sẽ phải thực hiện cái chiến thuật của mình để giành điểm với đối phương. Thế mình mục đích của mình là gì? Mình giao bóng xoay xuống hoặc là xoay ngang xong, mình phải phán đoán được là đối phương sẽ trả bóng ở đâu để mình thực hiện tiếp tục cái kỹ thuật tiếp theo, đó là kỹ thuật giật bóng xoay xuống để giành điểm trực tiếp. Sau đây tôi sẽ thực hiện giao bóng và thực hiện chiến thuật là tấn công. Đầu tiên mình sẽ giao bóng này, giao bóng xong này, quay mặt về phía trước này. Xem đối phương là người ta sẽ có thể người ta sẽ gọt sang bên này hoặc có thể người ta sẽ gọt sang bên này. Mình ra bóng xong này, mình phải quay mặt về mình phán đoán này, nhảy về này, giật. Ra bóng xong này, về này, nhảy này, giật. Tôi ra bóng này, ra bóng xong, tôi sẽ lé thẳng góc lại luôn nhá. Ra bóng, đối phương sẽ cắt sang góc trái này, tôi sẽ lé ra tôi tấn công. Đây, bên sau đây tôi sẽ thực hiện lé này. Bắt đầu thực hiện bóng nhá. Ra xuống đơn giản thôi. Đúng rồi, đấy. Tốt. Rồi. Giật vào bàn thôi. Tốt nữa. Đó, giật xoáy lên. Đấy. Cứ chờ bóng rơi chúng ta xoáy lên. Ba
massage lên chỗ giật khác quá. Rồi, tiếp đó. Rồi. Cứ giật phải lên, massage lên. Tốt. Rồi. Động tác ra bóng của Đức hơi ngắn lại một chút. Cái thứ hai khi mình giật ấy, mình giật là mình phải nhìn cái điểm của bóng nó lẩy lên cao nhất trên cả xoay xuống này, cao nhất này hơi xuống một chút là mình giật tăng ma sát đi. Khi mình bụng đáy chào bóng này giật tăng ma sát đi. Ra bóng xong nhảy sang giật tăng ma sát lên. Đó, nhớ chưa? Thưa quý vị, môn bóng bàn phù hợp với nhiều lứa tuổi, ngành nghề khác nhau. Hiện nay có một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tham gia tập bóng bàn. Câu lạc bộ bóng bàn Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ là một ví dụ tiêu biểu khi đã trở thành sân chơi thể thao bổ ích sau giờ làm việc của nhiều công chức viên chức. Đều đặn vào buổi chiều hàng ngày sau giờ làm việc, ông Nguyễn Văn Huynh, 57 tuổi, đang công tác tại Trung tâm Chính trị huyện Yên Mỹ, đến nhà tập luyện bóng bàn của huyện Yên Mỹ để chơi bóng bàn cùng bạn bè, đồng nghiệp. Ông Huynh tập bóng bàn từ hơn 20 năm trước và duy trì đến bây giờ. Với đặc thù công việc ít vận động, thường xuyên phải ngồi nhiều, vì vậy tập bóng bàn thường xuyên giúp ông Huynh có cơ hội được vận động thể thao, rèn luyện sức khỏe. Môn này nó rèn cho con người ta sức khỏe, trí tuệ và để hăng say lao động công tác tốt hơn. Và sau mỗi ngày lao động mệt mỏi thì thể thao, nhất là bóng bàn thì càng làm cho con người ta thêm yêu cuộc sống hơn. Còn đối với những người trẻ như anh Phạm Thanh Hoàng thì môn bóng bàn cũng có sức hấp dẫn riêng và mang lại nhiều lợi ích với sức khỏe. Anh Hoàng tập bóng bàn từ năm 6 tuổi. Đến nay, khi đã gần 30 tuổi, đang công tác tại Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Mỹ, anh vẫn duy trì tập bóng bàn đều đặn cùng các thành viên câu lạc bộ bóng bàn, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ. Tôi tiếp xúc bộ môn bóng bàn từ khi được còn 6 tuổi và tôi duy trì tập luyện cho đến nay. Và sau khi đi làm thì tôi vẫn duy trì tập luyện hàng ngày. Một tuần tôi tập luyện 5 buổi và mỗi buổi tôi tập luyện khoảng 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng. Bóng bàn là một bộ môn rất là bổ ích, lành mạnh và có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt là những người công chức như chúng tôi ngồi phòng làm việc 8 tiếng trên một ngày. Trong những năm qua, huyện Yên Mỹ chú trọng phát triển các câu lạc bộ bóng bàn phong trào. Trong đó, câu lạc bộ bóng bàn Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ được thành lập năm 2020 gồm 30 thành viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trên địa bàn huyện. Năm 2022, huyện Yên Mỹ đầu tư xây dựng nhà tập bóng bàn khang trang, tạo điều kiện cho người yêu thích môn bóng bàn có nơi tập luyện thuận lợi để có những giờ phút chơi thể thao bổ ích, lành mạnh sau giờ làm việc. Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, tạo điều kiện về mặt cơ sở vật chất cho anh em có cơ sở vật chất tốt, đầy đủ các trang thiết bị để rèn luyện luyện tập, vừa được giao lưu kết nối với mọi người, vừa rèn luyện thể lực và phong trào bóng bàn cũng như là kỹ thuật của anh em thì ngày một lên cao. Trong kế hoạch phát triển phong trào thể thao quần chúng, huyện Yên Mỹ khuyến khích cán bộ, công chức, người lao động và người dân tích cực tập bóng bàn, đồng thời vận động các nguồn lực để xây dựng nhà tập, trang bị dụng cụ tập luyện nhằm thu hút người chơi, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần tại khu dân cư và xây dựng văn hóa công sở. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại tạp chí thể thao và cuộc sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.